giá vàng hôm nay ngày 15 tháng 4 năm 2024 trên thị trường thế giới dự báo tiếp tục tăng mạnh trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp diễn. Nhà đầu tư có xu hướng tìm kiếm kênh trú ẩn an toàn. Giá vàng trong nước chốt phiên cuối tuần trước ngày 13 tháng 4, giá vàng miếng 4 số 9 tại TC, thành phố Hồ Chí Minh là 80,6 triệu đồng một lượng mua vào và 83,1 triệu đồng một lượng bán ra. Doji Hà Nội niêm yết ở mức 80,6 triệu đồng một lượng mua vào và 83,1 triệu đồng một lượng bán ra. Doji Thành phố Hồ Chí Minh mua vào SJC ở mức 80,6 triệu đồng một lượng, bán ra ở mức 83,2 triệu đồng một lượng. Giá vàng quốc tế, giá vàng trên sàn Kiko chốt phiên cuối tuần qua ở mức 2.342 đô la Mỹ trên một ao. Giá vàng kỳ hạn tháng 6 chốt phiên ở mức 2.355,6 đô la Mỹ trên một ao. Tuần qua giá vàng giao dịch trong khoảng 2.300 đến 2.360 đô la Mỹ trên một ao cho đến hôm thứ Tư. Tới phiên thứ Năm, giá vàng tăng mạnh, đạt mức cao nhất trên 2.400 đô la Mỹ trong một ao, trong bối cảnh căng thẳng khu vực Trung Đông gia tăng. Trong phiên thứ Sáu, giá vàng tiếp tục tăng lên mức 2.431,59 đô la Mỹ trong một ao, sau đó chút tụt giảm. Theo sát thị trường vàng hàng tuần mới nhất của Kikos News cho thấy, các chuyên gia đều lạc quan với triển vọng của giá vàng. Rủi ro địa chính trị sẽ tiếp tục đẩy giá vàng lên cao. Theo Reuters, các quan chức quân sự Iran cảnh báo các căn cứ của Mỹ-Israel sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo nếu Washington ủng hộ bất kỳ động thái quân sự nào của Israel đối đầu với Iran. Yoav Gallant, Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết cuộc đối đầu giữa Israel và Iran chưa kết thúc. Trong khi đó, Iran cảnh báo đáp trả gây gắt nếu bị tấn công. Theo các chuyên gia, căng thẳng địa chính trị đẩy giá vàng lên cao mức kỷ lục mới. Brent Merke, người đứng đầu đại lý kim loại quý tại Alliance Financial cho biết, căng thẳng địa chính trị tiếp tục hỗ trợ giá vàng trong thời gian tới. Colin Szyski, giám đốc chiến lược thị trường tại SIA Wealth Management bày tỏ lạc quan về giá vàng trong tuần này. Dự báo giá vàng, kết quả khảo sát của Phú World Risiko News, 83% nhà phân tích dự báo giá vàng tăng, 17% dự đoán giảm, không có chuyên gia nào có quan điểm trung lập. Còn theo thăm dò trực tuyến của Matrix 82% nhà đầu tư dự đoán giá vàng sẽ tăng thêm hoặc giao dịch đi ngang. Trong khi đó, khảo sát các nhà giao dịch bán lẻ, 66% kỳ vọng vàng sẽ tăng. Mark Lebovic, chuyên gia của nhà sản xuất Via Marshall, nhận định giá vàng đang hướng tới mức 2.700 đô la Mỹ trên một ao trong ngắn hạn. Mức này có thể xảy ra chậm nhất vào tháng 5 hoặc tháng 6.